Muốn lan tỏa giá trị văn hóa xưa của người Nam Bộ đến nhiều thế hệ, anh Lương Hoài Trọng Tín ở thành phố Hồ Chí Minh đã mở ra lớp học Cổ Lệ. Hàng tuần lớp học sẽ là nơi giao lưu, chia sẻ văn hóa, lịch sử của người xưa đến với các bạn trẻ đang sinh sống, học tập và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Bốn năm qua, Đình Phú Thạnh ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành nơi sinh hoạt thường xuyên của lớp học Cổ Lệ, lớp học dạy về văn hóa, lịch sử của người Nam Bộ xưa. Em rất là thích những cái gì liên quan tới lịch sử và truyền thống, cho nên là khi mà có cái lớp học như thế này á, thì em cảm thấy như là mình được thỏa mãn cái đam mê của mình vậy đó. Và khi mà mình càng đi càng trải nghiệm nhiều cũng như là va chạm nhiều thì mình càng hiểu thêm nhiều kiến thức của ông bà xưa để lại. Và mình hiểu là tại sao ông bà lại để lại những cái giá trị đó cho con cháu, và con cháu tại sao lại phải tiếp tục duy trì những cái điều đó. Thông qua cái lớp này mình muốn truyền tải được cái niềm yêu thương về văn hóa Việt Nam mình để cho mọi người. Có nhiều bạn trẻ thì người ta rất là muốn tìm hiểu, rất là muốn trao đổi cũng như là muốn có những cái sân chơi về văn hóa cộng đồng nhưng mà còn bị thiếu. Nên mình làm cái lớp này nó vừa mang cái tính chất là giáo dục, vừa mang được cái tính chất là xã hội. Mình tạo được một cái sân chơi cộng đồng cho mọi người. Lớp học mở vào sáng Chủ nhật, 2 tuần đầu mỗi tháng. Mỗi buổi dạy về một chuyên đề khác nhau, như về kiến trúc, đình chùa, hay về những lễ nghi, cách ăn nói, y phục. Dù mỗi người đến lớp học đều có độ tuổi, chuyên ngành khác nhau, nhưng họ đều có chung một niềm đam mê về văn hóa truyền thống. Đặc biệt, sau 2 tuần học lý thuyết, lớp học sẽ có buổi thực hành gọi là điền giả. Các thầy và trò sẽ về các vùng đất của Nam Bộ để tìm hiểu sâu và trực quan hơn về những phong tục truyền thống nơi đây. Mọi người thì có thể nhín một chút thời gian 2-3 tiếng vào ngày Chủ nhật để mà tham gia và cùng nhau đi điền giả ở khắp các tỉnh thành ở Việt Nam mình chẳng hạn, hoặc là cùng tìm hiểu về các nhân vật lịch sử, các giá trị về kiến trúc, về nghệ thuật của ông bà xưa, cũng tạo nên cho mình cái sự phấn khởi, tại vì sẽ có được nhiều người hơn truyền lưu được cái nét văn hóa tốt đẹp này. Chúng tôi có cùng với bản tính góp phần để bổ sung, để góp ý cùng nhau mà làm sao cho nó sáng tỏ và nó có đầy đủ những cái ý nghĩa, có những cái việc làm mà thiết thực cho cái lớp sau này hiểu được và thấy rằng nó có một ý nghĩa, nó có cái tầm quan trọng của trong cái việc coi như bảo vệ, giữ gìn cái truyền thống này. Qua 4 năm, hàng trăm giờ học được mở ra, hàng ngàn bài viết được đăng tải trên mạng xã hội. Lớp học Cổ Lệ đã thu hút được nhiều bạn trẻ đến tham gia. Những bạn không có thời gian theo lớp học, anh Tính cũng sẽ đăng tải từng chuyên đề lên fanpage Đại Nam Hội Quán để mọi người theo dõi. Tụi em có thể tạo một cái trang cá nhân riêng của tụi em. Và tụi em đăng lên trên mạng là tụi em đã có những cái chuyến học tập, những cái chuyến trải nghiệm như thế này về văn hóa. Và khi mà đi điền giả, tụi em cũng thực hành tham gia những cái lễ nghi hoặc là những cái văn hóa lễ hội tại cái địa phương đó. Tụi em cũng sẽ ghi lại những cái câu chuyện như vậy bằng chính cái góc nhìn của tụi em và bằng chính những cái lời kể của tụi em. Thì em nghĩ là xuất phát từ cái tình yêu của mình trước. Và khi mà cái tình yêu của mình đưa nó ra ngoài cộng đồng, đưa nó ra ngoài xã hội, thì em nghĩ là sẽ tạo được cái lửa cho các bạn khác, cũng như là truyền cảm hứng cho nhiều người hơn. Theo mình, văn hóa nó là hồn cốt của dân tộc, mà văn hóa này nó được bộc lộ ra bởi con người, bộc lộ qua những cái giá trị được ông bà mình đã đúc kết từ hàng trăm năm, hàng ngàn năm. Thì từ những cái giá trị này mình sẽ đem nó để mà mình quảng bá về con người, về đất nước của mình để cho bạn bè ở khắp thế giới hoặc là những người có tình yêu về văn hóa họ tìm hiểu sâu hơn về Việt Nam mình, họ biết được về nước ta có những cái cảnh đẹp, những cái con người, những cái nét văn hóa như thế nào. Từ đó sẽ giúp phát triển hơn về giao lưu văn hóa giữa các nước này, phát triển hơn về năng lực của con người và từ cái nền tảng văn hóa này để xây dựng những người Việt Nam có một cái tình yêu, yêu nước, yêu dân tộc, yêu văn hóa. Cũng theo chia sẻ của anh Tín, lớp học Cổ Lệ là hoạt động cố định và anh muốn duy trì lớp học này để ngày càng có nhiều bạn trẻ biết đến lớp học, qua đó lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của ông cha xưa. Anh sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động thực tế, những chuyến đi điền giả để mọi người lấy cảm hứng và thêm yêu văn hóa Việt truyền thống.